Dạ, cỡ hai cỡ 20 kg đấy. Cỡ 10 kg là cùng mà. Cỡ 10 mấy kg. Mò Cua Bắt Ốc TV xin chào các bạn. Đã không? Nãy chạy nãy quá trường chú không tới. Trời ơi, một bạc bên kia luôn. Thế hả? Quay khoảnh khắc thôi được rồi. Khoảnh khắc đẹp thôi. Bạc kìa. Đây chú coi xem là nên được nhiều. Ủa, có con cua nhện này. Cua nhện này bỏ à? Con cua nhện đó, ăn nó đó, họ ăn như thế. Ăn ít thịt đúng không? Nó hôi lắm. Cua nhện đúng không mẹ? Ừ, cua nhện. Đây, buổi bắt đăng hôm nay của chúng ta, cái đăng này đưa xem có con gì đặc biệt không? Ồ, có con cá ngát này. À, được con tôm to thế nhỉ? À, con tôm này cho hai thằng nó chia nhau. Con cá đối nè. Đối khá là to. À. Cá ngát, cá nâu cũng khá là nhiều đó các bạn. Như đây khoảng cỡ 20 kg đấy. Đây này em cua nhện, em đứng em nhìn cái gì đây? Hay quá. Coi chừng nó đâm vào tay nha. Bắt từ từ chú quay con gặp. Đây chú giờ nữa này đó. Rồi con bắt mấy con cá kìa đó. Đấy kìa. Rồi. Rồi cảm giác thế nào? Nói phát biểu thử cảm giác đi. Dạ, thích rồi anh hai. Dạ. Vui. Quay lên đây. Thế sao nhớ đi nữa nha. Đi gặp chú đúng không? Ừ, đi đâu gặp chú. Đây còn đồng chí 4 tuổi này. Đây là con. Đằng sau con nè. Nó chạy ra đây rồi. Con cá nào vậy? Con nào chết thì bỏ. Con cá này á. Chết thì bỏ đi. Đặt. Thằng này sao nhiều ốc mượn hồn thế nhỉ? Đó, nè, cá này. Hay quá. Nó mang vợt đi luôn hả? Chú cho mượn á. À vậy hả? Đâu rồi? cầm cái đuôi được. Ờ đúng rồi, con cứ cầm đuôi thoải mái không sao. Đừng cầm vào mồm nó là nó táp. Trời ơi, ba ông mở nhiều như ba. Ông mở luôn như ba nhiều kìa. Này có con nào cơ. À đến em này cũng khoái. Em này cũng khoái cầm con cá đấy. Rồi cầm đi con. Thôi, được rồi đó. Sợ rồi. Không có cá to, thì bắt thôi, còn con nào nhỏ thì đâu rồi? Nhiều lắm mà. Trốn đâu rồi? Ừ. Sợ không? Đâu rồi? Con gì? Cái. Cái đâu đi? Đấy. Quá trời đấy. Con này nó gầy ghê luôn á. À. Con này gì ghê. Đứa nào bị cá đâm chưa? Chưa. Có bị mấy con. Đau không? Cá đuối ghim nó nhỏ nhỏ nó đánh như được 20 kg đúng không? Giờ cỡ hai cỡ 20 kg đấy. Cỡ 10 kg là cùng. Cỡ 10 mấy kg. Là sao 10 mấy kg được? 20 kg. Hơn 20 kg luôn là khác. Nè. Nè sao không có bỏ phương mà? Đâu, đuổi. Chui vào chưa? Đấy, chúc. Đấy, coi chừng con cá rìa nhỏ nhất lắm á. Ừ, con đấy thì không sợ. Đâu, cầm lên đưa chú xem nào. Đấy, đẹp không? Đẹp. Thích không? Thích. À, có ăn thịt nó không? Không. Không ăn thịt à, vậy mang về nuôi nhá. Nó vậy. Có mang con nào về nuôi không? Hai đứa có mang con nào về nuôi không? Dạ. Hả? Có. Có. Cá bơn. Đấy. Đúng rồi, nắm chặt vào. Đây cầm lên đây, cầm đây xem cá bơn. Đấy, cá bơn đấy, biết chưa? Biết rồi. Bữa sau đi gặp nó có biết không? Dạ. Nó giống cá này không biết rồi. Cá bơn đó. Nó
bữa đi, bữa sơ cá. Bữa sau đi nhìn bé, nhìn con cá đấy là nhớ nha. Thấy chưa, nhớ chưa? Rồi quay mặt bụng nó lên để bữa sau mình gặp nó là mình biết nó là tên là cá bơn. Được chưa? Còn đây ăn ngon lắm nha. Đây nè, nó chạy đây nè, nó ẩn dưới cát rất là nhanh nha. Nó trốn dưới cát á, nó giống màu cát không? Con nhìn nó giống màu cát không? Có. Đấy, bắt dễ không? Hả? À? Con gì nữa không? Đây, thằng em bắt con này. Thằng em bắt con này. Đấy. Nắm chặt vào. Bắt cá là cầm chặt vào nhá. Đấy, đã không? Quá đã. Chụp đi. Hai tay. Nó lên bờ bắt dễ hơn. Ừ. Nó nằm trên trên khô bắt dễ hơn đúng không? Mệt chưa? Mệt chưa? Có đứa nào mệt không?